Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Phúc Anh Smart School. Hè đến cũng là thời điểm các sĩ tử của chúng ta thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học. Và nhu cầu tất yếu của rất nhiều bạn đã yêu cầu với mình rằng các bạn đó rất mong Phúc Anh có thể đưa ra một cấu hình PC tham khảo dành cho sinh viên để phục vụ các thông vụ cơ bản cho việc học tập và kèm đáp ứng tốt các nhu cầu chiến game online hiện nay. Hiểu được nhu cầu trên của các bạn nên trong video lần này mình xin giới thiệu tới các bạn một bộ cây PC hoàn chỉnh với mức giá chỉ 11 triệu đồng chẵn với sự góp mặt của những cái tên khá là nổi bật. Là CPU Intel Pentium G4560, bo mạch chủ Asus H110D, các đồ họa Asus GeForce GT1030 2GOC, RAM 8GB bus 2133, ổ cứng sẽ bao gồm là một ổ HDD Western Blue 1TB và một SSD Western Green 120GB. Và ngay sau đây sẽ là những đánh giá chi tiết cho từng sản phẩm và lý do mà vì sao mình lại chọn những linh kiện này cho bộ PC này nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đánh giá cho bộ vi xử lý Intel Pentium G4560. Nói đến cái tên này thì hẳn hầu hết các bạn đã nghe và biết đến cái tên này khá là rõ rồi. Pentium G4560 là bộ vi xử lý thế hệ mới của Intel, khi mà nó được mang cho mình đó là 2x và 4 luồng, chứ không phải là 2x2 luồng như những dòng Pentium đời cũ. Do được cắt giảm một số tập lệnh AVX nên G4560 cho xung nhịp khá là cao để đáp ứng được nhu cầu chơi game của game thủ. Cùng với đó là công nghệ Hyper Threading được bổ sung ở loạt bộ chip vi xử lý Pentium mới này, thì G4560 mang trong mình các thông số và hiệu năng gần như tương đương với i3-6001, mà giá cả lại rẻ hơn i3-6001 là 1 triệu đồng. Rõ ràng, đây là chiếc CPU có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành tốt nhất tại tầm giá rẻ này. Và để đi với G4560 thì mình chọn chiếc bo mạch chủ Asus H110D cho bộ PC này. Điều đầu tiên sẽ là nhiều bạn thắc mắc với mình ngay rằng, đó là khi build G4560 gắn liền với cùng thời điểm của Kaby Lake mà lại chọn H110D nổi lên cho hỗ trợ Skylake thì liệu có ổn định hay không? Thì câu trả lời của mình là hoàn toàn ổn định nhé, khi mà các bản cập nhật BIOS mới được đưa ra để support cả hai rồi, và hai dòng này đều chung socket là LGA1151. Thiết kế và layout của Asus H110D thì khá cơ bản với một tông màu đen làm chủ đạo. Hai khe cắm DDR4 hỗ trợ dual channel, tối đa là 32GB DDR4 bus 2133 MHz. Một khe cắm PCIe X16 và hai khe PCIe X1. Asus H110D sẽ có là 4 cổng SATA 3. Với số lượng cổng SATA 3 như trên thì Asus H110D vẫn đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu kết nối của người dùng. Điều đặc biệt của chiếc bo mạch chủ này là nằm ở phần xử lý âm thanh của H110D. Chiếc bo mạch chủ này sử dụng tụ âm thanh chất lượng cao của Nhật Bản và tích hợp thêm hai dải đèn LED chiếu sáng ở hai bên. Ngoài ra thì Asus cũng rất chú trọng đến độ ổn định và an toàn cho hệ thống PC của bạn, với rất nhiều diode ESD, TVS, chỉ tiêu điện áp xung quanh cổng in-out và cổng LAN được bao bọc hẳn bởi một cụm LAN cuộn để đảm bảo kết nối ổn định nhất có thể. Đi với một hệ thống PC gaming thì tất nhiên chúng ta sẽ không thể thiếu được, đó là chiếc căng màn hình. Mình sẽ chọn chiếc VGA mới được ra mắt trên thị trường, đó là GeForce GT1030 2GB. GT1030 được thiết kế dựa theo kiến trúc CUDA, giống với anh chị em thuộc series 10 của NVIDIA, nhưng chỉ có là 384 lõi CUDA, hứa hẹn đem lại một hiệu năng mạnh mẽ ở mức tầm giá này. Ở cấu hình này, mình sẽ dùng là Asus GeForce GT1030 2GOC phiên bản Ponit với một fan để làm mát hiệu quả hơn và giúp duy trì năng hệ thống. Nếu bạn lo lắng liệu tản nhiệt vậy có ổn hay không thì mình xin khẳng định là rất ổn định nhé. Vì trên thực tế thì mức tiêu thụ của GeForce GT1030 chỉ khoảng 30W điện nên vấn đề sinh nhiệt là không nhiều. Còn nếu bạn có ngân sách hạn chế hơn thì bạn có thể chọn phiên bản Low Profile của Asus với các cụm tản nhiệt lớn, hiện đang có giá là 1.950.000 đồng tại Phúc Anh Smart World. Về hiệu năng, Asus GeForce GT1030 có dung nhịp cơ bản gaming mode lên đến là 1506MHz. Và đặc biệt ở phiên bản này của Asus thì bạn có thể OC mode lên tối đa là 1532MHz. Quá tốt phải không nào? GT1030 sẽ có bộ nhớ VRAM là 2GB DDR5 với tốc độ là 64 bit/giây. Vì thế mà chiếc VGA này có thiết kế ngoại hình khá là nhỏ gọn, đơn khe và hình thức không quá cầu kỳ. Theo các kết quả test thì GT1030 cho hiệu năng vượt trội GTX 650 tới 20%. GT1030 được đánh giá là sản phẩm thay thế cho đàn anh GT730 già cỗi, lấp giữa khoảng trống giữa GT730 và GTX 1050. Với một hệ thống PC gaming thì mình sẽ chọn là RAM 8GB DDR4 với bus là 2133MHz của Kingston để đáp ứng được hầu hết các kỹ thuật này trên thị trường. Bạn vẫn có thể dễ dàng nâng cấp thêm dung lượng RAM khi mà main Asus H110D có tới là 2 khe RAM và hỗ trợ tối đa là 32GB. Ổ cứng, một phần cũng rất quan trọng của một hệ thống PC, khi đó là nơi chứa tất cả dữ liệu của người dùng cũng như hệ điều hành của một bộ PC. Hai sự lựa chọn ổ cứng của mình cho hệ thống PC này là mình sẽ chọn đó là HDD Western Blue 1TB 7200 IPM và SSD Western Green 120GB. Ổ điện cứng HDD Western Blue có dung lượng lên đến là 1TB, cho phép truy cập tốc độ cao hơn nhờ mật độ dữ liệu tăng đáng kể. Bên cạnh đó, với ưu điểm này thì nó còn giúp tăng tốc độ ngay cả trên một ổ đĩa Western Black. Mật độ dữ liệu cao hơn cũng đồng nghĩa là giúp giảm bớt chi phí lại,
Chẳng hạn như bạn mua một ổ đĩa cứng 1TB duy nhất thì chắc chắn là sẽ rẻ hơn nhiều so với bạn mua nhiều ổ đĩa cứng. Ổ đĩa cứng Western Blue có tốc độ vòng quay luôn là 7200 RPM. Trong trường hợp không có ổ đĩa SSD thì mình xin khuyến khích các bạn nên chọn ổ đĩa HDD có tốc độ vòng quay là 7200 PM cho việc sử dụng làm ổ đĩa chính và chơi game, để bạn có thể có đủ dung lượng lưu trữ lẫn tốc độ truy xuất dữ liệu tốt. Bộ nhớ đệm cho một ổ đĩa Western Blue thường là 64MB, đó là đủ để thực hiện các hoạt động với tốc độ cao. Ổ cứng của người tiêu dùng nói chung sẽ không bao giờ hoặc hiếm khi sử dụng đến bộ nhớ đệm lớn hơn là 64MB cả. Còn ổ SSD Western Green cung cấp một hiệu suất lý tưởng cho các công việc thiết yếu và là một sự lựa chọn tuyệt vời cho việc sử dụng hàng ngày. SSD Western Green tiêu thụ điện năng cực thấp và cho phép người dùng sử dụng máy tính được lâu hơn. SSD Western Green có tốc độ đọc và ghi dữ liệu lần lượt là 540MB/giây và 430MB/giây, cũng như độ bền với chỉ số ghi dữ liệu được lên đến là 80TB. SSD Western Green hiện đang có hai phiên bản kích thước phù hợp là 2,5 inch trên 7mm và M2-2280, nên bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho hệ thống PC của mình. Với hệ thống cần ít điện này thì mình sẽ chọn đó là nguồn Antec BP350W Pro là đủ để duy trì cho hệ thống PC này. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần test một số game cho hệ thống PC này nhé. Quả là một hệ thống PC hoàn hảo ở mức giá này phải không nào? Bạn có thể chiến mọi game online một cách mượt mà và với kinh phí chỉ bỏ ra là 11 triệu đồng. Vậy còn bạn, bạn đánh giá như thế nào về bộ PC này? Nó liệu đã đáp ứng đủ được cái nhu cầu của bạn hay chưa? Bạn có những cấu hình tốt hơn ở cùng tầm giá? Hãy cùng chia sẻ với nhau kinh nghiệm và ý kiến của bạn tại phía dưới comment. Và đừng quên like và subscribe channel của Phúc Anh Smart World nữa nhé. Mình là Xuân Minh đến từ Phúc Anh Smart World. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.